Đầu tiên thì chúng ta thấy cải tiến từ nút bấm nhé, họ đã đặt hết ở phía trước rồi. Đó, màn hình LCD cũng được cải tiến luôn này. Khi chúng ta tắt bật là chúng ta đã cảm nhận được luôn rồi đúng không ạ? Đó, rất là đẹp đúng không? Rồi, về cải tiến tiếp theo. Đó, cải tiến tiếp theo thì chúng ta sẽ có là cổng coaxial này. Đường vào các bác nhé. Cổng quang này. Đó, rồi Bluetooth này. Thì ở đây thì chúng ta có thể to nhỏ của Bluetooth riêng này. Đó, rồi to nhỏ của quang riêng này. Đó. Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mến thưa các bác, hôm nay chúng em lại tiếp tục giới thiệu với các bác những sản phẩm nâng tiếng mới nhất của TD Acoustic có mã là CB800 Premium các bác nhé. Thì ở đây thì em cũng đã lắp đặt sẵn rồi này, để xíu nữa thì có thể review cho các bác về chất âm cũng như là về thiết kế. Thì với những cái sản phẩm này thì cũng có giá khá là cao hơn so với những cái dòng mà CB800 các bác nhé. Thì với những cái dòng mà bản CB900 này là những bản cao cấp hơn và được nâng cấp cải tiến rất là nhiều. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như là review và so sánh về chất âm nhé các bác nhé. Và bây giờ em sẽ quay gần lại để các bác có thể là dễ dàng nhìn hơn. Đó. Và đây thì em cũng đã bày sẵn là hai chiếc để mặt trước và một chiếc ở trên để mặt sau để có thể dễ dàng review cho các bác nhé. Và đầu tiên thì em sẽ tắt hết đi này. Đã tắt hết cả hai chiếc này đi. Khi tắt đi thì em nó nhìn thoáng qua thì rất là giống sản phẩm của CB800 đúng không ạ? Vậy hai cái logo đó, hai cái logo giữa một bên là thương hiệu sản phẩm, một bên là model sản phẩm thì nó khá là tương đồng. Tuy nhiên các bác chỉ cần nhìn kỹ một chút thì chúng ta sẽ phát hiện ra là nó sẽ khác, là khác ở cái nút các nút bấm này đó. Và các nút bấm này nó có tác dụng gì thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé. Bây giờ đầu tiên thì em sẽ bật lên này. Đó, các bác nhìn thấy logo logo TD Acoustic rất là đẹp đúng không ạ? Màn hình LCD. Rồi, khi mà chúng ta bật lên thì chúng ta sẽ có luôn là hai màn hình để chia đôi. Đã chia đôi đây thì nó sẽ là tín hiệu cho kênh 1 và kênh 2 này. Đó, channel 1 và channel 2 các bác nhé. Rồi, còn hai cái đường hai cái nút bấm này. Đó, hai nút bấm này thì nó có tác dụng là một là các bác chạy analog, hai là chạy digital. Thì digital thì chúng ta sẽ có là Bluetooth, cổng quang và coaxial các bác nhé. Đó, còn analog thì chúng ta sẽ có là chức năng của AV hoa sen, tức là các cái cổng AV hoa sen này các bác này. Đó. Đó, AV hoa sen hoặc là Canon nhé. Thì đây chính là chạy analog. Và đây là phiên bản thật sự là cải tiến rất là thích hợp cho những cái năm 2021 này. Đầu tiên thì chúng ta thấy cải tiến từ nút bấm nhé, họ đã đặt hết ở phía trước rồi. Đó, màn hình LCD cũng được cải tiến luôn này. Khi chúng ta tắt bật là chúng ta đã cảm nhận được luôn rồi đúng không ạ? Đó, rất là đẹp đúng không? Rồi, về cải tiến tiếp theo. Đó, cải tiến tiếp theo thì chúng ta sẽ có là cổng coaxial này. Đường vào các bác nhé. Cổng quang này. Đó, rồi Bluetooth này. Thì ở đây thì chúng ta có thể to nhỏ của Bluetooth riêng này. Đó, rồi to nhỏ của quang riêng này. Đó, thì các bác có thể là điều chỉnh to nhỏ giữa cái hai cái tín hiệu đường vào này đều được các bác này. Nó rất là hay. Đó, và họ đã hiểu hơn là người dùng Việt Nam chúng ta là cần sự đầy đủ với các cái kết nối này, các cái cổng kết nối này để cho các bác có thể dễ dàng kết nối hơn. Còn ngoài ra thì nó vẫn giống như cái dòng CB800 là nó sẽ có đường vào của Canon và đường vào của AV Hoa Sen và đường ra của AV Hoa Sen và đường ra của Canon các bác nhé. Đó, và các bác lưu ý nhá. Cái này thì các bác sẽ hay bị nhầm này, khi các bác cắm loa. Đó, khi các bác cắm loa thì các bác có thể chọn là channel 2 và channel 1 này để cắm loa nhá. Đó, còn súp đây nhá, các bác khéo bị nhầm nhá. Đó, rất là nhiều anh em cắm vào đường súp bảo em ơi xong cái này nó không ra được cái tiếng, một bên ra được bát được chép, một bên ra chỉ được mỗi bát không thôi, thì là anh em cắm nhầm vào đây này. Đó, đây là đường súp đó nhé. Đó, các bác sẽ phải nhìn rõ cho em đường súp này. Đấy, đây là cổng ra của súp và AV hoa sen và cổng ra của súp Canon này. Đó, còn bên này thì chúng ta sẽ cổng ra của loa. Đó, các bác sẽ phải lưu ý cho em về cái kết nối đổ vào ra. Rồi, tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có là cấp tín hiệu đường vào. Ví dụ như các bác chạy cổng quang nhé, cổng quang đó thì các bác có thể tích hoặc nhả ở đây
để chúng ta tìm nhé. Bây giờ em sẽ bật cho các bác này. Đó. Thì khi mà chúng ta chạy ổng quang thì chúng ta sẽ tắt ở đây đi thì nó sẽ nhận tín hiệu đó. Nếu mà nhấn vào thì là nó sẽ không nhận tín hiệu, nó sẽ chạy chuyển sang là AV hoa sen các bác nhá. Và nếu như các bác cắm cổng quang thì các bác sẽ phải tắt nó đi, tức là cái đèn này nó sẽ không sáng nữa. Đó. Khi tắt đi thì tín hiệu nó vào thì cái nhạc nhảy này nó sẽ nhảy lên này. Đấy, các cái báo đèn nhảy nó sẽ nhảy lên cho các bác. Đó, còn nếu như nó không có tín hiệu thì nó sẽ như thế này, nó sẽ không nhận được tín hiệu thì nó như thế này nhé các bác nhé. Đó, còn nếu như các bác muốn chọn Bluetooth thì các bác có thể chọn đây. Bấm vào đây giúp em. Đó. Để cho cái đèn Bluetooth nó nhấp nháy như thế này là được này. Đó. Không thì các bác chuyển về quang cho em. Đó. Chuyển vào quang thì chúng ta nhấp tắt nó đi và Bluetooth chúng ta tắt nó đi nhé, thì chúng ta mới nhận được tín hiệu. Đó, rất là đơn giản thôi. Còn hai cái nút ở giữa này màu cam này thì sẽ là chỉnh siêu trầm, là chỉnh súp các bác ạ. Đó, còn không có gì khó cả, chỉnh thì nó như những cái dòng CB 600, 800. Đó, nó tương đồng như nhau thôi, nó không khác gì cả. Tuy nhiên thì về nâng cấp về cái chất âm thì nó nâng cấp khá là nhiều. Đó, trước đây thì em có bán những cái dòng nâng tiếng của CAF, nó cũng đầy đủ tính năng thì em cũng đã test thử rồi. Hai cái sản phẩm này nó tương đương như nhau. Hai sản phẩm này tương đương như nhau về chất âm các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc nhá. Đó, em sẽ test cho các bác một đoạn nhạc để các bác có thể cảm nhận được là cái chất nhạc của cái sản phẩm này nó có hay hay không. Và em sẽ chọn một bài nhạc bất kỳ này. Đó, để có thể test cho các bác nhé. Wow. Rất là hay luôn. Các bác có thể thấy là cái chất âm nó ra rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đó, chất âm ra rất tuyệt vời. Cho nên là các bác có quan tâm về những sản phẩm mà của TD Acoustic mã là CB900 Premium thì các bác có thể để lại bên dưới giúp em với cái giá rất là yêu thương. Đó. Và xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những video gần nhất.